Kính thưa chủ tọa đoàn và ban giám đốc cũng như kính thưa các anh chị em đồng nghiệp, em để rất là vui sẽ được cùng phối hợp với khối sạn để chia sẻ một cái bài nói về dinh dưỡng. Cái bài nói này của em thì nó cũng khá là đơn giản và nhẹ nhàng thôi. Nè, cái này thì thật sự là những cái này mình sẽ dành để tư vấn cho những bà mẹ mà sau sanh nhiều hơn, nhưng mà em nghĩ rằng là với những kiến thức cơ bản như thế này thì các bác sĩ sản khoa cũng như là các bác sĩ lâm sàng của mình có thể vận dụng để áp dụng trong khi mà mình ngồi phòng khám hoặc là mình tư vấn cho bệnh nhân, để cho bệnh nhân, những cái sản phụ sau sanh có một cái chế độ ăn phù hợp và tốt cho sức khỏe. Thì nội dung bài nói của em sẽ gồm có hai phần, là thứ nhất là thời điểm cho ăn lại sau sanh mổ và thứ hai là chế độ dinh dưỡng cho sản phụ sau xuất viện. Theo khuyến cáo của ARES thì đối với những sản phụ mà sau khi mổ lấy thai thì họ khuyến cáo là có thể ăn một cái khẩu phần ăn bình thường bắt đầu trong vòng 2 giờ sau khi mổ lấy thai. Thì đây là cái khoảng thời gian mà đây được gọi là cho ăn sớm, tức là cho ăn rất là sau 2 giờ sau khi kết thúc cuộc mổ thì bệnh nhân đã có thể ăn uống lại được. Ví dụ như bệnh nhân có thể sử dụng các cái dung dịch lỏng trong. Thì một số cái nghiên cứu trên thế giới thì chúng ta có thể thấy được những cái lợi ích khi mà cho ăn sớm sau sanh mổ. Ví dụ như là một cái nghiên cứu RCT, trong đó thì có 70 sản phụ được chia vào nhóm là cho ăn sớm và 70 sản phụ được chia vào nhóm là cho ăn muộn sau sanh. Thì đối với cái nhóm mà cho ăn sớm thì trong nghiên cứu này họ sẽ cho sản phụ uống khoảng 250 ml nước trái cây trong 2 giờ sau sanh mổ. Còn đối với cái nhóm mà cho ăn muộn là cho ăn lúc sau 8 giờ sau khi sanh mổ. Thì chúng ta có thể thấy được cái kết quả của cái nghiên cứu này. Thì về cái thời gian bắt đầu là cái nhu động ruột này, cái khả năng vận động cũng như là cái tình trạng trướng bụng ở cái nhóm mà cho ăn sớm thì nó thấp hơn, tức là nó có cải thiện rất là tốt hơn so với lại nhóm mà cho ăn muộn. Và cái sự khác biệt này nó có ý nghĩa về mặt thống kê. Một nghiên cứu khác thì cũng là một cái nghiên cứu RCT, thì trong đó có 95 sản phụ được cho ăn sớm. Thì trong cái nghiên cứu này thì họ cho ăn sớm, tức là cho ăn trong vòng 6 giờ sau sanh mổ. Còn cho ăn theo cái cách nuôi ăn truyền thống, tức là khi mà sản phụ đã bắt đầu có lại nhu động ruột mới được ăn lại. Thì cái kết quả nghiên cứu này thì ngoài là vấn đề mà cái thời gian có cái nhu động ruột, thì đối với cái nhóm sản phụ mà được cho ăn sớm á, thì nó còn có thể rút ngắn được cái thời gian nhập viện. Đối với cái nhóm mà cho ăn sớm, thời gian nằm viện chỉ có là 26,7 giờ thôi. Còn cái nhóm mà cho ăn theo cái cách ăn truyền thống thì cái thời gian nằm viện là lên tới trung bình là 43,9 giờ. Và cái sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê. Một nghiên cứu khác thì nghiên cứu này cũng được tiến hành, cũng được chia làm hai cái nhóm sản phụ. Thì cái nhóm mà cho ăn sớm đó, thì chúng ta thấy là ngoài là những cái việc là rút ngắn được thời gian nằm viện, bệnh nhân có nhu động ruột sớm hơn, thì ngoài ra thì cái việc mà cho ăn sớm còn giúp làm tăng cái sự hài lòng của sản phụ. Và thì cái thời điểm nuôi ăn sớm thì chắc các nghiên cứu người ta vẫn chưa có nói rõ ra được là chính xác là khoảng thời gian là bao nhiêu. Tuy nhiên thì các nghiên cứu nó sẽ dao động là khoảng từ 30 phút đến 8 giờ sau khi phẫu thuật. Còn đối với trường hợp mà trì hoãn hoặc là nuôi ăn theo kiểu truyền thống thì thường là sau 24 giờ, hoặc là khi sản phụ đã có lại nhu động ruột thì chúng ta mới cho sản phụ ăn lại. Thì các nghiên cứu đều hầu hết đều cho thấy là việc ăn sớm sau mổ thì giúp cái vấn đề là rút ngắn cái thời gian nằm viện, nhu động ruột có lại sớm hơn và tăng cái sự hài lòng của người bệnh. Ngoài ra thì nó không làm tăng những cái biến chứng về nhiễm trùng, những cái triệu chứng về tiêu hóa cũng như là cái khả năng tái nhập viện. Thì tiếp theo đó là cái phần chế độ dinh dưỡng cho bà mẹ sau khi xuất viện thì như thế nào? Thì cái chế độ dinh dưỡng sẽ giúp đảm bảo cho người mẹ. Thứ nhất là mục tiêu là khi mà đối với những cái người mẹ sau sanh này thì thứ nhất là họ phải hồi phục sức khỏe. Cái thứ hai là họ sẽ đảm bảo đủ cái lượng sữa để nuôi nuôi con và cái chất lượng sữa nó phải tốt. Đối với người phụ nữ sau sanh này thì nếu như người bình thường chúng ta một ngày chỉ cần ăn 3 bữa hoặc là 4 bữa, thì đối với những sản phụ này thì chúng ta sẽ đặt mục tiêu là tăng về cái số lượng ăn, có thể là từ 3 đến 6 bữa một ngày và ăn đa dạng các loại thực phẩm. Trong bảng sau thì đây là cái hình ảnh mà chúng ta thấy cũng khá là quen thuộc, đó là năm cái nhóm thực phẩm chính. Thì một ngày các bà mẹ nên lựa chọn thực phẩm trong cái bữa ăn của mình sao cho có đủ cả năm đại diện đến từ năm cái vòng tròn này. Thì chúng ta có thể thấy ở đây là những
cái thức ăn cơ bản hàng ngày chúng ta vẫn thường hay ăn, đó là cái nhóm lương thực. Cái thứ hai đó là nhóm rau củ quả giúp cung cấp vitamin, khoáng chất và chất xơ ha. Với nhóm thứ ba là rất quan trọng, đó là nhóm cung cấp protein cũng như là chất sắt, thì đó là những cái thịt cá, trứng, sữa ha, nhóm các cái loại hạt và cuối cùng là dầu mỡ. Thì em xin các slide tiếp theo thì sẽ nói rõ về các cái nhóm thực phẩm này. Thì thứ nhất là về protein, thì như chúng ta đã biết thì protein nó sẽ giúp làm nhanh lành vết thương. Những sản phụ mà sanh mổ thì thường họ sẽ có cái vết thương mà sau sanh, thì như vậy thì cái thường nó là liên quan đến thẩm mỹ. Và các bà mẹ rất mong muốn là làm sao mà cái vết thương này nó nhanh lành và nó lành và đẹp, để họ có sau này có mặc áo hở bụng đi chăng nữa thì cũng không có thấy rõ những cái vết thương đó. Thì cái protein nó sẽ giúp cho cái việc làm lành vết thương nó nhanh hơn và tốt hơn. Ngoài ra thì việc cung cấp đủ protein còn giúp bảo tồn cái lượng xương cho mẹ. Do đó, đó thì đối với phụ nữ mà trong cái giai đoạn mà đang cho con bú thì cái lượng protein cần phải tăng lên khoảng 19 gram một ngày trong 6 tháng đầu. Thì chúng ta có thể nhớ hôm nay là khoảng cứ 20 gram protein một ngày. Chúng ta có thể nhớ một con số thường như cái từ trước giờ chúng ta đi học, chúng ta thấy là khoảng 100 gram thịt thì cung cấp 20 gram protein. Thì ở đây chúng ta có thể hiểu đơn giản là đối với những cái sản phụ mà đang cho con bú trong 6 tháng đầu thì họ có thể so với cái lượng thịt mỗi ngày mà họ ăn á, thì họ nên ăn bổ sung thêm khoảng 100 gram thịt một ngày. Trong đó thì cái tỷ lệ protein động vật thì nên chiếm trên 35 tổng số protein. Tại sao lại có cái khuyến cáo này? Đó là bởi vì là trong cái protein ở trong các loại thịt từ động vật á, thì nó sẽ chứa những cái acid amin thiết yếu. Acid amin thiết yếu đó là những cái acid amin mà cơ thể chúng ta không có tự tổng hợp được, mà phải lấy từ những cái nguồn thức ăn. Mà trong đó thì các cái loại đạm từ động vật thì có chứa nhiều những cái acid amin thiết yếu hơn. Do đó là đối với những cái bệnh nhân mà họ ăn chay trường á, thì cái việc mà đảm bảo cung cấp đủ protein động vật là rất là khó. Do đó chúng ta sẽ khuyến khích những bà mẹ đang cho con bú là phải bổ sung cái đạm động vật trong cái chế độ ăn hàng ngày của mình. Hoặc là chúng ta có thể tính đơn giản bằng cách là cái nhu cầu đạm một ngày của cái phụ nữ sau sanh á, là khoảng 1,3 gram bạc ký một ngày. Ví dụ như là sản phụ sau sanh á, thì họ khoảng cỡ 50-55 ký, thì chúng ta nhân với 1.3 thì chúng ta sẽ ra được cái lượng đạm một ngày của người phụ nữ đó. Rồi từ đó chúng ta sẽ ra được khoảng cái lượng gram thịt mà một ngày phụ nữ đó nên ăn là như thế nào. Về cái nhu cầu năng lượng thì theo khuyến cáo của Viện Dinh dưỡng Quốc gia thì đối với phụ nữ mà đang cho con bú thì cần tăng trung bình là 500 kilocalo so với lúc bình thường. Thì cái con số này nó sẽ dao động. Thì thường đối với người phụ nữ khoảng cỡ như em là khoảng cỡ 50 kg, thì một ngày có thể là ăn từ 1.500 đến 1.800 kilocalo một ngày. Thì nếu như mà đối với những phụ nữ như thế mà sau sanh thì họ cần phải tăng khoảng cỡ 500 kilocalo, và còn phụ thuộc vào cái mức độ lao động. Nếu như những nhân viên văn phòng lao động nhẹ thôi thì cái mức năng lượng này sẽ khoảng cỡ 2.200-2.300. Nhưng đối với những phụ nữ mà lao động nặng hoặc là trung bình thì cái lượng calo còn phải nhiều hơn, là khoảng cỡ 2.500 đến 2.600-2.700. Lipid thì như chúng ta đã biết thì thường là người lớn của chúng ta thì thường là hạn chế ăn chất béo bởi vì sợ là sẽ rối loạn cholesterol, rối loạn cái mỡ máu. Tuy nhiên thì lipid cũng rất cần thiết cho cái vấn đề hấp thu các cái chất các cái vitamin tan trong chất béo như là A, D, E, K. Do đó thì cái thành phần lipid trong cái khẩu phần ăn hàng ngày là chúng ta không nên kiêng tuyệt đối, mà cái lượng lipid vẫn phải trong tổng số năng lượng một ngày thì lipid vẫn cần phải chiếm là từ 25-35%. Chúng ta có thể nhớ đơn giản con số trung bình là khoảng 30% cái tổng năng lượng một ngày. Và để mà hạn chế cái vấn đề là dung nạp chúng ta ăn những cái loại mỡ không tốt cho sức khỏe thì thường là bác sĩ nên khuyên bệnh nhân là sử dụng những cái loại chất béo không no, nó thường có nhiều trong các loại dầu thực vật, và hạn chế là sử dụng như là bệnh nhân thắng mỡ, chúng ta ăn mỡ từ động vật thì những cái đó thì nó sẽ không tốt cho sức khỏe. Đối với glucid hay là carbohydrate thì đây là một cái phần mà chiếm cái nguồn cung cấp năng lượng quan trọng mà trong cái khẩu phần ăn hàng ngày. Trong các cái chế độ ăn thì chúng ta thường hay thấy là muốn giảm cân thì hay được nghe khuyên là chúng ta nên giảm cái lượng carbohydrate. Tuy nhiên chúng ta không nên giảm quá nhiều, và trong khẩu phần ăn một ngày đó thì tổng năng lượng mà đến từ glucid nên chiếm từ 55-65%. Tức là theo Viện Dinh dưỡng Quốc gia thì đối với những cái sản phụ sau sanh mà đang cho con bú đó, thì cái lượng ngũ cốc một ngày là nên ăn khoảng 14,5 đơn vị. Một đơn vị thì họ quy ước là khoảng cỡ nửa chén cơm. Vậy nếu chúng ta ước lượng ra thì mỗi một bữa ăn thì sản phụ có thể ăn từ 1 đến 1 chén rưỡi đầy.
Rồi sau đó thì chúng ta có thể thấy là ngũ cốc này nó còn có trong các cái loại như là bắp nè, khoai nè, hay là bánh mì các vân vân, thì chúng ta cộng lại thì một ngày thì người phụ nữ có thể ăn là khoảng cỡ 14,5 đơn vị carbohydrate một ngày. Đây là một cái bảng tổng kết lại về tỷ lệ các cái chất sinh năng lượng mà khuyến cáo cho phụ nữ đang cho con bú. Thì chúng ta thấy nổi trội đến đây thì chúng ta có thể nhớ rằng là cái lượng protein mặc dù là rất quan trọng nhưng nó chỉ chiếm khoảng cỡ 20% trở lại. Và cái lipid thì chiếm khoảng 30%, glucid thì chiếm khoảng trên 50%, từ 55 đến 65%, và trong đó chúng ta nên ưu tiên là bổ sung cái protein đến từ động vật. Về cái nhu cầu sắt thì cái vấn đề thiếu máu thiếu sắt trong quá trình mang thai là chúng ta thường hay gặp phổ biến, và hầu hết những cái phụ nữ trong quá trình mang thai đều được bác sĩ kê thuốc sắt để uống bổ sung. Thì cái liều khuyến cáo mà sử dụng sắt cho phụ nữ đang cho con bú thì theo Viện Dinh dưỡng Quốc gia thì họ sẽ chia làm hai giai đoạn, là đối với giai đoạn mà chưa có kinh nguyệt trở lại ấy, thì lượng sắt cần cung cấp là khoảng từ 8,9 đến 13,3 gram miligam. Còn đối với mạch phụ nữ đã có kinh nguyệt trở lại thì cái lượng này nó sẽ cao hơn một chút xíu, là từ 17,4 đến 26,1. Đối với những phụ nữ mà đã được chẩn đoán là có thiếu thiếu sắt thì cần phải được uống bổ sung thêm thuốc sắt theo cái tùy vào từng cái cá thể, và sẽ được bác sĩ tư vấn về cái vấn đề sử dụng bổ sung thêm thuốc sắt. Như chúng ta đã biết thì sắt sẽ hấp thụ tốt hơn khi có sự có mặt của vitamin C. Do đó thì khi mà đối với những phụ nữ để chúng ta sau sanh mà chúng ta muốn bổ sung thêm sắt thì cái chế độ ăn thì chúng ta nên tư vấn cho người bệnh là ăn trước khi mà uống thuốc sắt, hoặc là ăn những cái loại thực phẩm mà giàu sắt như là gan nè, hoặc là những loại thịt đỏ nè, thì trước đó thì nên bổ sung vitamin C qua các loại rau củ quả. Về canxi và vitamin D là một cái phần rất là cần thiết đối với không chỉ những cái phụ nữ đang cho con bú mà đối với từng cá nhân chúng ta, thì việc bổ sung canxi và vitamin D cũng rất là cần thiết. Thì đối với cái phụ nữ mà cho bà mẹ đang cho con bú thì cái nhu cầu khuyến nghị của canxi là khoảng cỡ 1.300 mg một ngày. Đối với vitamin D ở đây là 20 microgram một ngày, thì 1 microgram tương đương với 40 đơn vị quốc tế. Do đó chúng ta có thể tính được là bà mẹ cho con bú thì cần bổ sung khoảng 800 đơn vị. Ví dụ như những cái bé mà lúc mà mới sanh thì chúng ta sẽ cung cấp cho các bé là mỗi ngày uống đều 400 đơn vị. Thì ở đây chúng ta có thể nhớ là đối với phụ nữ mà đang cho con bú thì cái lượng vitamin D nó sẽ gấp đôi, tức là khoảng 800 đơn vị một ngày. Thì cái vitamin D này thì sẽ khuyến khích là chúng ta nên cho uống hơn là cái vấn đề ăn. Thì cái việc ăn thì không thể mà bổ sung đầy đủ vitamin D được. Do đó thì chúng ta nên khuyên người phụ nữ này là nên uống bổ sung vitamin D, có thể là viên uống hoặc là loại siro nhỏ giọt. Và kết hợp với cái vấn đề phơi nắng, tiếp xúc với ánh sáng mặt trời để giúp chuyển hóa tốt vitamin D. Một Xin nguồn thông cung báo, cấp canxi như báo chúng cáo ta viên đã biết chỉ thì còn 2 canxi có phút rất trình nhiều trong bày. các loại thực Xin phẩm. cảm Tuy ơn. nhiên mà nguồn cung cấp canxi tốt nhất đó là đến từ sữa và các sản phẩm từ sữa. Thì theo khuyến cáo của Viện Dinh dưỡng Quốc gia dành cho phụ nữ đang cho con bú thì cái lượng sữa một ngày phụ nữ nên uống là khoảng 6,5 đơn vị. Vậy một đơn vị sữa là như thế nào? Thì chúng ta có thể nhớ rằng rất là đơn giản thôi. Một đơn vị sữa tương đương với lại 100 ml sữa tươi, hoặc là 100 g sữa chua, hoặc là một miếng phô mai nhỏ 15 g. Một miếng phô mai nhỏ 15 g là tương đương với một miếng phô mai con bò cười đó, là một cái miếng phô mai hình tam giác, hoặc là 100 g sữa chua là bằng một cái hộp sữa chua Vinamilk hoặc là TH chúng ta vẫn ăn thường ngày, đó là tương đương với lại một đơn vị sữa. Thì chúng ta sẽ khuyên những người phụ nữ này nên bổ sung cái lượng sữa. Tuy nhiên thì khi mà có quá trình mà thăm khám cho những cái phụ nữ sau sanh thì rất là nhiều phụ nữ nói với em rằng là họ không có thói quen uống sữa, và khi họ uống sữa họ sẽ tiêu chảy. Vậy thì đối với những phụ nữ này chúng ta nên khuyên họ như thế nào? Thì một trong những cái cách đó là họ có thể thay bằng cách là việc là họ ăn sữa chua, thì cái lượng sữa chua thì nó sẽ giảm bớt cái lactose ở trong đó. Thì khi chúng ta ăn đó, để đối với những cái hầu hết người Việt Nam của chúng ta thì thường là không có thói quen uống sữa, do đó là cái khả năng mà tiêu hóa cái đường lactose rất là kém. Do đó thì việc sử dụng sữa chua nó sẽ cải thiện được cái vấn đề này. Hoặc hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại sữa đã có cái dạng là lactose free, do đó thì chúng ta có thể hướng dẫn cho bệnh nhân mua những cái loại sữa này, nó rất là phổ biến thôi, để bổ sung thêm sữa nhưng mà không có làm cho bệnh nhân cảm thấy khó chịu khi mà sử dụng sữa. Đến một phần cuối cùng đó là đối với cái phụ nữ mà
Không những là trong lúc có thai mà sau sanh cũng thường xảy ra cái tình trạng táo bón, do đó việc bổ sung chất xơ là hết sức cần thiết. Và lượng chất xơ thì chúng ta có thể thấy được rất nhiều trong các loại rau củ quả trái cây, và chúng ta sẽ khuyên những người phụ nữ sau sanh thì một ngày họ nên ăn tối thiểu là khoảng 400 gram một ngày để đảm bảo cung cấp đủ cái lượng chất xơ. Nếu như mà họ ăn không đủ thì có thể bổ sung bằng cách là uống thêm các loại xơ hòa tan để giúp bổ sung đầy đủ xơ, giảm cái tình trạng táo bón cho phụ nữ sau sanh. Dạ, phần trình bày của em đến đây là hết ạ. Em xin